Xin chào toàn thể anh em. Thì vừa nãy anh em vừa xem cái video các video mà đi đánh trực tiếp dùng cái mẹt này, bẫy chim săn này, bẫy bìm bìm này, bẫy cung núm này, bẫy co, rồi thì các loại nữa, nhiều anh em bẫy được cả con kỳ đà này, rồi thì cu gáy các loại, thì dùng bẫy này rất là đa năng anh em nhé. Thì cái bẫy này các bác biết là do em là cải tiến từ cái mẫu của bên nước ngoài về, đến nay là cũng được tầm 3-4 năm gì đấy, bán cũng tương đối là lâu rồi. Thế thì hiện tại có nhiều cơ sở họ mua về, họ làm theo thì cũng bán. Thế thì bên em hiện tại đang bán cái mẫu này là giá là 300, cái mẫu tròn này là 300, thế còn cái mẫu vuông kia là 200, là đã bao gồm cả cước vận chuyển này anh em nhé. Thế còn để biết chi tiết giá tại từng thời điểm thì anh em cứ gọi điện trực tiếp theo cái số điện thoại trên màn hình đấy, đang hiện trên màn hình, thì là biết được cái giá nó cụ thể tại từng thời điểm. Thế hiện tại thì là đang bán cái này là 300, cái kia là 200, là bao ship luôn. Đấy thì cái bẫy này là được làm bằng cái thép chịu lực 6/7 anh em nhé. Trước đây có một thời gian làm bằng inox nhưng mà do làm bằng inox nó không hiệu quả. Một là cái inox nó cái inox nó rất là sáng, chim nó rất là sợ. Còn nếu mà anh em sơn vào thì nó cũng rất là dễ bong. Thế còn nếu mà anh em không sơn mà anh em che đậy thì là khi úp ra đấy thì là nó bị vướng bởi các thứ anh em che đậy, tại cỏ lá anh em che đậy nó vướng, nó sẽ tốc độ úp nó chậm, cho nên là nó hay bị sảy con bối. Đấy, cho nên là tại sao em không dùng cái inox nó là như vậy. Thế còn đây là thép chịu lực chứ không phải sắt xây dựng nhé. Đây thép chịu lực này là thép 6/7, đây đo luôn cho anh em xem này. Đây dê rô này, không 6/7 nhiều nhìn nhé. Do cái bên này anh em nhìn đồng hồ rồi. Thế đây. 669 670. Đấy, 6/7 nhá. Chuẩn 6/7. Thế còn cái lò xo này. Lò xo này. Lò xo này có thể tháo được ra anh em nhé. Tháo được ra thì nó sẽ không bị mỏi. Đây, lò xo 3/2 anh em nhá. Đây. Ly 2. Đấy. 3/2 anh em nhé. Đấy, nó so chuẩn 3/2. Thế còn mỗi một cái bẫy này khi gửi cho anh em đều được tặng thêm một cái lưới cái lồng nhốt để nhốt anh em nhốt mồi và hai cái cọc ghim. Đấy thì có rất nhiều video hướng dẫn anh em sử dụng cái bẫy này rồi, thì hôm nay sẽ không hướng dẫn sử dụng lại nữa và chỉ nói là báo giá cho anh em. Đây hai cọc ghim và cái lưới này để khi em gấp vào để làm cái lồng để nhốt con mồi, con chuột và con gà con. Đấy thì có nhiều video hướng dẫn rồi, mình không nói lại cái này, cái này cũng dễ thôi. Đây này, bé thành cái lồng như này này, bé thành cái lồng như này, úp lại với nhau như này, xong em buộc xung quanh này lại, thế xong rồi cho con chuột vào để đây. Đấy, đây. Đây là cái này thì thôi, cái này cũng không nói nhiều nữa. Cái còn đặc biệt của cái sản phẩm của bên em là hiện nay là chưa ở Việt Nam là chưa có ai bán là dùng cái lưới gọi là cái lưới đan thủ công. Đây, lưới đan thủ công này anh em này. Lưới đan thủ công. Lưới này chứ không phải là dùng cái loại lưới như là lưới đánh cá, xong rồi một số cơ sở họ dùng lưới đánh cá họ cắt ra. Đấy thì nó rất là rẻ, lưỡi rất là rẻ bởi vì nó không mất thời gian đan như cái này. Này, cái này đan này, em nhìn này, rất là đẹp này. Đấy. Đan theo vay cái vanh của cái bẫy. Này, rất là đẹp, chắc chắn, dù đẹp. Thì để một người thợ người ta đan thì một buổi sáng cũng chỉ được giỏi lắm thì được hai cái mảnh này. Cho nó là cái mảnh lưỡi này cũng không phải là rẻ tiền. Anh em nhé. Hàng toàn bộ đều được sơn bằng màu sơn xanh quân sự, màu giống như kiểu màu xe tăng, xe thiết giáp đây. Đây anh em nhìn, toàn bộ sơn này. Màu sơn này ngụy trang cực kỳ tốt, nó ngụy trang được cả địa hình cỏ khô và cỏ tươi. Đấy, tức là nó rất là tối ưu cái riêng cái màu này. Tại sao quân sự người ta dùng cái màu này để ngụy trang cho các thiết bị quân sự của người ta là như vậy? Bởi vì nó ngụy trang rất là tối ưu, được dùng được ở mọi địa hình.
chứ ví dụ như màu đen mà anh em đem đi ra chỗ cổ anh em đánh thì là lộ cũng được, hoặc là anh em màu xanh lá, màu xanh 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 sáng mà anh em đem ra chỗ đất anh em đánh thì nó cũng không được, nó không tối ưu, cho nên là cái màu này là nó có thể dùng được ở mọi địa hình. Thế thì ngoài cái sản phẩm này ra thì còn rất là nhiều cái loại bẫy khác, thòng lọng này, giò này, rồi thì các loại giò gà đồng, giò gà rừng, rồi thì đồ một loa gọi, nói chung là các thứ về săn bẫy là bên em cung cấp là đầy đủ nhé. Anh em cần mua gì thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại trên màn hình đấy. Hiện tại là cái bẫy này đã giảm giá rất là sâu rồi, chỉ còn có 300.000 là bao gồm cả cước vận chuyển. Thế còn anh em nào mà tự trả cước vận chuyển thì nó chỉ còn có 250 thôi nhá. 250 một cái sản phẩm nha. Rất là nhiều công anh ạ. Cầu này bằng inox này, cầu tử này bằng inox này, cái lẫy này bằng inox này. Mục đích tại sao là lại làm bằng inox này? Bởi vì inox thì nó cái này anh em có thể quấn, nếu mà sơn nó không bám thì anh em có thể quấn cái băng keo đen lại, nó ngắn này mà nó thẳng này quấn rất là dễ thôi. Đấy thì nếu mà làm bằng cái cứng kia thì khi anh em đi đánh anh em muốn nó điều chỉnh ngắn dài thì anh em bẻ cong lên bẻ cong về thì không bẻ được. Như cái inox này nó rất rất dẻo, anh em bẻ thoải mái. Thế cái cầu lại cũng vậy, khi anh em muốn đánh con mồi to hoặc là muốn đánh gà đồng chế cho cái cầu này nó thấp thì anh em có thể dùng kìm bẻ xuống thoải mái, không bờ nó bị gãy. Thế còn nếu mà làm một cái thép bình thường kia là gãy ngay. Thế còn sắt thì nó lại yếu không làm được. Đấy, tại sao phải làm bằng inox? Hai cái chi tiết này, chỉ có chi tiết này và chi tiết này là làm bằng inox nhé, còn lại là làm bằng thép chịu lực. Thì đấy là giới thiệu về cái bẫy như vậy. Thế còn anh em mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, và còn rất nhiều các sản phẩm anh em xem đây, giò gà rừng này, giò gà đông này, loa điều khiển từ xa này, lều này, phụ kiện để huấn luyện chim săn này, đấy, còn rất là nhiều loại, anh em cứ liên hệ nha. Rồi, xin chào và tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở các buổi săn bẫy tiếp theo. Đấy, có rất nhiều video săn bẫy ở trên kênh này, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem các video mới nhất. Xin chào tạm biệt anh em.